Giống trong kinh Phật, có một anh này là bị bệnh cùi. Bị bệnh cùi. Thì một hôm là anh thấy chỗ Đức Phật thuyết pháp đông người, ảnh tưởng là đang cho thức ăn, cho nên ổng chạy tới. Tại vì ổng đi đâu người ta cũng tránh hết, cho nên xin ăn không được. Thì hôm đó thấy Đức Phật ngồi và mọi người rất là đông, cho nên ảnh mới tranh thủ chạy tới, tưởng là có thức ăn, chạy tới xin thức ăn. Không ngờ tới thì thấy Đức Phật đang nghe pháp. Thì anh bị cùi nè, anh mới ráng anh núp một góc để anh nghe pháp. Thì đang nghe pháp thì Đức Phật biết là anh này đang ngồi ở dưới, cho nên ngài nói cái pháp căn cơ thấp thôi, để gì, để thích hợp cho cái người bệnh cùi. Và cuối cùng người bệnh cùi này chứng được quả Tu Đà Hoàn. Và khi chứng quả rồi thì anh này đi về mà muốn gặp Đức Phật, để gì, để trình cái sự chứng ngộ của mình, mà đông người quá không gặp được, cho nên cái anh bệnh cùi này mới tìm tới Tịnh Xá để gặp Đức Phật. Thì trên đường đi á, khi mà trên đường đi thì trời đế thích mới xuống xuống thử lòng, muốn thử lòng cái người này để thử coi anh này có thật sự là có chứng được quả dự lưu hay chưa. Thì trời đế thích mới nói rằng bây giờ anh nói lên đi, anh nói Phật không không là gì, pháp không là gì, tăng không là gì, tôi sẵn sàng bỏ Phật pháp tăng thì tôi sẽ cho anh một nhà cửa ruộng, nói chung là cho anh giàu có, muốn gì cũng được hết. Thì lúc đó anh cùi này mới nói rằng dù tôi có cả thế giới này, có giàu có cả thế giới này, tôi cũng không bỏ Phật pháp tăng. Thì sau khi nghe như vậy, vua trời đế thích mừng quá, thì anh này cùng trời đế thích tới gặp Đức Phật. Và trên đường đi quý vị chưa gặp được Đức Phật thì anh bị cùi này bị một con bò hút chết và anh này sanh về cõi trời. Thì lúc đó những người xung quanh thì họ nghĩ là sao anh này mới nghe pháp xong đáng lẽ phải có phước mà tại sao bị chết. Thì như Đức Phật giải thích là nghiệp quả anh phải trả. Thay vì phải chịu cái bệnh cùi này lâu năm nữa, càng khổ hơn nữa. Cho nên là bỏ cái thân này đi đã hư rồi, bỏ trở gì? Trở sanh về cõi trời, không có bị khổ đau nữa. Cho nên quý vị thấy cha mẹ ông bà mình cũng vậy, đã mang cái thân bệnh rồi, quý vị nhiều khi nếu nói rằng không trị được nữa, mình hoan hỷ, mình vui chấp nhận để cha mẹ ông bà gia đình mình ra đi một cách nhẹ nhàng. Quý vị nhiều khi mình ráng kéo sự sống, mình nói rằng để cho con cháu có dịp chăm sóc, quý vị để ông bà mình hưởng được nữa không? Đâu có hưởng được. Mà nói như vậy không có nghĩa là mình muốn cha mẹ mình chết nhanh, không phải. Nhưng mà nếu cái nghiệp quả nó đến, đã mất đi rồi thì mình vẫn vui vẻ để chấp nhận. Tại cái nghiệp quả khi nó đến rồi, mình không cách nào lôi kéo được. Ngay cả con cái quý vị, dù còn trẻ nhưng mà nếu gặp một cái ác duyên nào đó, mà cái mạng số nó tới đó thôi nó chết, thì quý vị cũng hoan hỷ chấp nhận để mình không khổ đau. Thì như vậy là cái anh này nhờ cái phước chứng quả dự lưu mà sanh về cõi trời và tiếp tục tu tập nữa. Thì như vậy là chúng ta thấy người mà chứng quả dự lưu là dứt được thân kiến, thứ hai dứt nghi ngờ, thứ ba là gì, giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì? Thứ nhất mình hiểu giới cấm thủ là mình lệ thuộc cái giáo điều quá. Ví dụ người ta quan niệm á, ngày xưa có những cái đạo là phải đứng một chân, một chân gì, đưa lên một chân đứng dưới, đứng ráng chịu đựng giữa trời để được sanh thiên. Đó là cái giới cấm thủ. Nó ép buộc mình để khổ đau. Giới Đức Phật chế ra cho mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu là để mình giải thoát chứ không phải gò bó mình. Quý vị nói quy y về gò bó khổ quá. Quý vị giữ giới gò bó, nếu quý vị còn thấy gò bó là chưa phải là người giữ giới. Giới của Đức Phật là giúp mình giải thoát. Rồi người ta quan niệm gì? Nằm xuống để đá trên bụng để gì? Để được sanh thiên. Hoặc là nhảy xuống nước, ngâm nước dơ với sông dơ để được rửa tội. Thì những cái đó, những cái giới cấm thủ đó là những cái tà đạo mà mình chấp vào đó để rồi mình khổ. Hoặc là những hủ tục của quý vị. Ông bà cha mẹ tổ tiên mình bây giờ có những hủ tục, nhiều khi cha mẹ chết phải nằm gì? Ôm cái hòm mà ngủ, hoặc là phải nhiều cái hủ tục mà mình chấp vào đó rồi mình giữ, mình nói đó là trả hiếu, tự nhiên mình khổ mình. Mà cha mẹ mình đâu có giải thoát được. Cách trả hiếu đó không phải, mà cách trả hiếu đúng theo cái giới điều Đức Phật dạy. Những cái gì Đức Phật dạy là làm lợi lạc cho mình và cho người sống và người chết, chứ không phải là bắt ép mình phải khổ, phải đày đọa, phải nhịn ăn để trả hiếu cha mẹ. Cái chuyện đó không có. Đó là cái ý thứ nhất của giới cấm thủ. Cái giới cấm thủ, cái ý thứ hai mà mình hiểu đó là gì?
Giống như Đức Phật dạy, không được nói dối. Mình phải hiểu đúng. Nhiều người nói vậy cái bây giờ là ráng giữ, dù bị giết cũng không, cũng không nói dối, cũng vẫn giữ cái giới đó, thì tự nhiên mình mất cái thân này. Cho nên mình phải hiểu để gì mình uyển chuyển. Giống như có một, giống như trong kinh cũng có nhiều kinh điển cũng có ví dụ cho chúng ta thấy á. Giống như quý vị nói con giữ giới không nói dối, cho nên có bọn cướp tới nói rằng có thấy người đàn ông hồi nãy mới đi ngang qua đây không? Nếu mình nói mình giữ giới không nói dối, mình khai thiệt thì sao? Vô tình mình đi giết một mạng người. Cho nên mình phải, bọn cướp mà, cho nên mình đâu không thể khai thật với bọn cướp được, mà mình phải uyển chuyển, mình có thể nói dối một cái để cứu người khác thì mình nói dối được, thì cái đó là mình không bị mắc vào giới cấm thủ. Còn nếu chúng ta cứ giữ cái đó rồi khư khư như vậy, hoặc là giới không được uống rượu, nhưng mà có trường hợp nếu uống một chút rượu thuốc là gì, để trị được cái bệnh, để hết bệnh, thì mình có thể uống một chút rượu thuốc để trị. Chứ còn quý vị cứ khư khư giữ cái giới, quý vị nói Phật cấm không uống rượu, rồi mình cứ thà chết không uống, thì như vậy là vô tình mình hại thân mình. Cho nên tùy phương tiện mình làm, nhưng đừng tổn hại mình, tổn hại người, mà để lợi mình, lợi người, thì mình có thể uyển chuyển cái giới, đó là giới cấm thủ. Còn người mà chứng quả dự lưu rồi thì sẽ có được những cái lợi ích. Thứ nhất là họ không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Tức là gì? Tại vì họ đâu có làm điều ác, dứt nghi ngờ, không còn chấp thân kiến, không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà còn luân hồi mấy lần quý vị còn nhớ không? 7 lần. Tức là họ chỉ dự quả Tu Đà Hoàn là chỉ gọi là tác cạn sông sanh tử phiền. Cái vòng luân hồi sanh tử chỉ tác cạn cái sông thôi, chứ chưa tận diệt. Tức là chưa tận diệt sanh tử, tức là còn luân hồi trong vòng 7 lần. Nhưng mà luân hồi, nhưng mà chỉ ở cõi người hoặc cõi trời, chứ không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Mà chỉ có thể cõi người hoặc cõi trời, là còn luân chuyển 7 lần, tối đa là 7 lần. Và tối thiểu có thể nếu chúng ta tu tập nhiều hơn, nhanh hơn, thì không nhất thiết là phải 7 lần. Tại vì nhiều vị nó, ủa phải 7 lần nữa mới giải thoát, không phải. Nhưng mà đó là tác cạn cái sông sanh tử, nhưng mà sẽ bị như, được như vậy. Và được cái lợi ích thứ nhất nữa là chúng ta thấy trong 7 cái pháp lợi ích, gọi là 7 cái pháp bậc thánh, đạt được cái 7 pháp thứ nhất. Đó là gì? Đó là bố thí. Tức là người mà đạt tới quả dự lưu rồi là họ không có cái tâm keo kiệt bỏng sẻn. Nếu quý vị còn cái tâm keo kiệt bỏng sẻn thì mình chưa phải là quả dự lưu, chưa đạt tới cái đó. Cái thứ hai là người đó là gì? Có giới hạnh. Giới hạnh là gì? Tức là luôn luôn làm, giữ theo đúng giới, giống như mình quy y Tam Bảo, mình giữ 5 giới, tam quy ngũ giới, thì không có bị đọa lạc. Mình giữ đúng giới luật của Đức Phật, mình không làm những điều tốt, đó là có giới hạnh. Cái thứ ba đó là gì? Là có được nhiều kiến thức, hiểu biết và kiến thức. Là gì? Quý vị hiểu biết kiến thức là gì? Mình nghe pháp mình hiểu liền. Còn nhiều vị á, ngồi nghe hoài không hiểu gì hết. Mà nãy giờ quý vị nghe hiểu không? Hiểu. Là quý vị cũng chắc cũng gần gần vô đó rồi đó. Tức là mình cũng hiểu được, mình hiểu được một ít ra, mình cũng hiểu được một chút, là người có được hiểu biết và kiến thức. Và cái thứ tư là gì? Là mình có được trí tuệ. Cái trí tuệ rất là quan trọng. Cái trí tuệ này không ai lấy được của mình hết. Rất là cần thiết. Là vì nhờ mình nghe pháp, mình ngộ, mình hiểu được cái chân lý, mình ứng dụng tu tập là có trí tuệ. Cái thứ năm là gì? Có cái tâm sợ tội lỗi. Tự nhiên mình cảm thấy hổ thẹn. Cái thứ năm là sợ tội lỗi. Tức là mình làm việc gì mình cảm thấy sợ mình, cho nên mình không dám làm ác. Thứ sáu là gì? Là mình hổ thẹn với tội lỗi. Là gì quý vị? Tức là mình cảm thấy nếu mà mình làm điều ác, mình cảm thấy hổ thẹn cho mình không dám làm. Hổ thẹn với ghê sợ đã đi liền với nhau. Mình vì mình hổ thẹn, vì mình sợ tội lỗi cho nên mình hổ thẹn, mình không dám làm. Mình biết rằng tội lỗi là điều ác cho nên mình không dám làm. Cho nên nhiều điều mà mình được ứng dụng trong cuộc sống này, mình được những cái lợi lạc như vậy,
mình dứt được những cái điều tốt đẹp, mình có được những cái pháp lợi lạc như vậy, cho nên rất là tốt cho cuộc sống của mình. Cho nên chứng được quả dự lưu rồi rất là nhiều điều tốt. Cho nên Đức Phật nói cái người này mà chứng được quả dự lưu là còn hơn sanh về cõi trời. Cõi trời cũng còn gì? Cũng còn đọa. Làm cõi người thì cũng khổ lắm chứ đâu có sướng đâu quý vị. Nhưng mà ít ra cũng không bị đọa vào những cái cõi kia. Cõi người cũng phải đau đớn vì bệnh tật, khổ đau, sanh tử luân hồi cũng còn khổ. Cho nên là chúng ta cố gắng giữ gìn những cái điều đó thì chúng ta sẽ có được lợi lạc. Rồi quý vị còn ai thắc mắc vậy nữa không? Đó là cái lợi lạc của quả dự lưu. Cho nên quý vị, ít ra quý vị cố gắng mình không đạt được, đó là quả đầu tiên của thánh quả. Thánh quả 7 của tứ quả thanh văn là trong cái pháp cú này để nhắc tới cái quả đó. Cho nên mình học kỹ cái pháp ngày hôm nay thì mong rằng là mỗi người chúng ta cố gắng. Thì những cái điều đó, thì những cái điều đó mình nhớ cố gắng để mình duy trì. Thứ nhất là người phải biết là gì? Bố thí. Thứ hai là trì giới. Thứ ba là người có giới hạnh. Thứ tư là dứt nghi ngờ. Thứ năm là hổ thẹn. Thứ sáu là gì? Là ghê sợ. Ghê sợ tội lỗi, hổ thẹn, ghê sợ. Và cái thứ bảy là có nhiều kiến thức và sự hiểu biết. Dạ đúng rồi, cũng nằm trong thất thánh tài. Tức là mình có được kiến thức và hiểu biết. Thì cái người mà hiểu biết thì họ đâu có bị ai dụ dỗ. Họ biết con đường lành họ đi. Và dứt, và ba cái điều đầu tiên mình thấy là dứt thân kiến. Dứt gì? Mình hiểu về ba điều căn bản thì mình và đạt được cái bảy thánh tài đó. Thì mình thứ nhất ít ra mình có được cái tâm dứt nghi ngờ, là mình không có bị dụ dỗ rồi đó. Mình đã tin chắc rồi, có một cái đức tin. Đó là cái điều thứ bảy là đức tin quý vị. Nói nhầm quý vị, đó là một cái đức tin. Thứ nhất là đức tin. Thứ hai, nhắc lại quý vị, thứ nhất là đức tin. Thứ hai là bố thí. Thứ ba là giới hạnh. Thứ tư là trí tuệ. Thứ năm là hổ thẹn. Thứ sáu là ghê sợ. Và thứ bảy là kiến thức và hiểu biết. Đó là bảy điều. Chư lễ vía Phật A Di Đà. Tự nói không biết nữa. Này có bị lại nổi không? Có bị mấy lại mà đúng không? Thì hôm nay chúng ta cũng học tiếp cái pháp cú 176. Và thưa quý vị, là pháp cú này lúc bây giờ Đức Phật tại thành Xá Vệ. Thì khi mà Đức Phật mới thành đạo quý vị, khi Đức Phật vừa mới thành đạo thì một số trời người cũng như mọi người là hướng về cúng dường Đức Phật rất là nhiều. Cúng dường Đức Phật rất là nhiều, cho nên là chúng ta thấy là những vị ngoại đạo họ có cái tâm là gì? Họ muốn ganh ghét, họ muốn chặn đứng. Tại vì họ đổ về họ cúng dường Đức Phật nhiều quá thì các vị đó ít có được cúng dường. Cho nên họ mới ra ngoài đường, họ tập trung lại. Họ ra ngoài đường, họ rêu rao lên. Họ nói rằng là ta mới là Phật, không lẽ có một mình Ngài Cồ Đàm là Phật. Ta chúng ta cũng đáng để được cúng dường. Tại sao mà cúng dường cho ông Cồ Đàm hết vậy? Thì càng nói nhưng mà ngoài đạo, những cái vị dân chúng họ cũng không thấy được. Họ cảm được cái đức của Đức Phật, cho nên vẫn cúng hướng về cúng dường cho Đức Phật rất là nhiều. Thì những vị ngoài đạo này họ mới tức. Họ mới tìm cách gì? Họ tìm cách là hại Phật. Cho nên cuộc đời này quý vị thấy là ví dụ hơn thua mà hại nhau cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà cái hậu quả như thế nào thì mình phải mới để ý. Thì khi mà các vị ngoại đạo họ nghĩ đủ cách, chưa biết cách nào để hại Đức Phật, thì họ thấy trong đạo, trong ngoại đạo của họ là trong cái đạo họ có một cô gái rất là đẹp, đẹp như tiên vậy đó. Thì chắc quý vị cũng đã từng nghe cái này rồi. Một cô gái đẹp như vậy, cho nên họ nói cái cô này là phải lấy lại miếng ăn của mình, nghĩ cách nào để mà hại Đức Phật mất thanh danh, để cho người ta không cúng dường nữa. Thì cho nên cô gái này nghĩ một cách rất là hay, là cổ mới chiều tối chiều thì cổ giả bộ đi vào tinh xá Đức Phật, nhưng mà thật ra cô qua ngủ lại ở một cái nơi của ngoại đạo kế bên đó thôi, nhưng mà cổ giả bộ đi vào cho người ta thấy đi vào.
Rồi sáng sớm thì khi mà người ta đến nghe Đức Phật thuyết pháp thì cổ giả bộ đi ngược ra lại. Cổ tìm những cái cách như vậy để ta thấy cái cô này sao tự nhiên tối thì đến mà sáng thì về. Thì thời gian sau thì cổ mới giả đụng cái bụng lên để gì? Để hại Đức Phật. Giao du rằng Đức Phật đã, từ Đức Phật mà cô này có thai. Thì cô này, cổ đi rao như vậy, cổ rao là cái bụng của tôi là từ cổ đàm mà có lên cái bụng, cái có thai như vậy. Thì một hôm là khi Đức Phật đang thuyết pháp thì cô cũng đến. Đến để gì? Đến để mà vu khống Đức Phật. Nói rằng, ngươi nói thì hay lắm mà làm cũng được. Trách nhiệm bổn phận với con, với đứa con trong bụng tại sao không lo? Mà lo nói, lo giảng này kia hay, nhưng mà tại sao cái việc mình làm không làm? Trách nhiệm mình bỏ con này kia. Thì Đức Phật chỉ nói là một câu, Đức Phật rất thẳng nhiên. Thẳng nhiên nhưng mà Ngài nói dứt khoát, như con sư tử Ngài nói rất thẳng nhiên. Thẳng nhiên là cái chuyện này chỉ có tôi biết và cô cũng là biết thôi. Thì lúc đó quý vị biết là vua trời Đế Thích đó ngồi cái ghế nó nóng lên. Thì Đế Thích biết được là cô này vu khống cho Đức Phật. Và vua trời Đế Thích đã bay xuống và cùng thấy bốn vị thiên thần. Và những con thiên thần đó nó giả làm gì? Con chuột. Quý vị biết con chuột của những con thiên thần đó nó cắn đứt cái cô mà giả bụng bầu đó, cắn cái sợi dây thì cái những cái gì độn trong đó nó tuột xuống hết. Thì lúc đó thì cô này không còn gì để nói, thì mọi người xuống lại đánh đập cô này, đánh chửi mắng cô này, và đi ra đương nhiên thì bị đất nó đứt ra và chết, vì vu khống một vị mà đại giác ngộ như vậy. Thì từ các ngày mai lại hôm sau các vị tỳ kheo mới bàn tán, nói cô này vu khống làm ác như vậy cho nên bị chết rất là thảm. Thì Đức Phật mới nói pháp cú, Đức Phật mới nhắc nhở đại chúng cái pháp cú là ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. Đức Phật nói pháp cú 176, Ngài nhấn mạnh là ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. Đức Phật nói pháp cú này và Ngài còn nói rằng chẳng những vì cô này tiền kiếp cũng đã từng có một lần đã từng hại Đức Phật như vậy. Và Ngài nói về tiền kiếp là cũng đã từng hại Đức Phật như vậy, cũng đã từng bị tổn hại. Thì như vậy quý vị thấy là ai vi phạm một pháp nghĩa là gì? Quý vị, pháp đó là pháp gì? Đó là cái pháp chân thật, là cái giống như mình phản lại cái bản tâm thanh tịnh của mình. Để gì? Mình làm những điều ác. Ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau. Tức là có những người họ đâu có tin đời sau đâu, quý vị thấy có. Như ngoại đạo đó, cái đạo mà họ phá Đức Phật, họ đâu có tin đời sau. Họ nghĩ rằng là gì? Chết là hết, họ không tin đời sau. Chết là hết, cho nên là họ cứ làm việc ác thoải mái, miễn đời này được hưởng thụ, được sung sướng, họ không tin sẽ có đời sau. Thì cho nên là Đức Phật nói người mà bác bỏ đời sau, không tin nhân quả, bác bỏ đời sau, thì người đó không có việc ác gì họ không làm hết. Nhưng mà nói lời vọng ngữ, quý vị thấy chưa? Là cái Đức Phật nói vọng ngữ rất là nguy hiểm. Nhiều khi mình nói rằng tôi chỉ nói dối, chứ tôi đâu có đánh người, giết người, hại người đâu, chỉ nói dối chút xíu không có tội. Nhưng mà thật ra cái nói dối, cái vọng ngữ là nghiệp quả rất là nặng. Cái vọng ngữ này mang nghiệp quả rất là nặng. Trong nhà Phật mà Đức Phật hay thường nhắc chúng ta là phải gì quý vị? Trong Bát Chánh Đạo là nói tới từ gì? Chánh ngữ là lời nói ngay thẳng chân thật. Trong Tứ Nhiếp Pháp là nói lời gì? Quý vị nói nhớ. Ái ngữ. Rồi trong 14 điều tâm niệm Phật dạy á, 14 điều tâm niệm Phật dạy. Thứ nhất, Ngài nói rằng ngu dốt lớn nhất của đời người là gì? Ai thuộc câu này không? Trong 14 điều Phật dạy, ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Cho nên quý vị thấy nếu mình dối, mình gạt, thì cái đó là thuộc vào gì? Ngu dốt. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Mình tu được, học theo pháp Phật, rồi mình học theo cái pháp chân thật. Trong Lục Hòa, Đức Phật Chư Tổ cũng đưa ra cái pháp là khẩu hòa vô tranh. Tức là phải gì? Sống hòa hợp với nhau, không tranh cãi,
không tranh chấp, không tranh cãi. Nhưng mà mình thì sao? Mình tranh cãi rất nhiều. Đó là những cái pháp Ngài dạy rất là nhiều. Trong chánh pháp Đức Phật, Ngài nhắc đến những cái điều đó rất nhiều. Cho nên rất là nguy hiểm về thân khẩu ý. Về khẩu, Ngài dạy có bốn. Đức Phật dạy có bốn. Quý vị nào còn nhớ bốn điều? Thân không sát đạo dâm, ý không tham sân si, còn miệng là gì? Vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Vọng ngôn là nói lời không thật. Ý ngữ là gì? Theo dệt lên. Trong chuyện có mình theo lên, chuyện không mình theo lên cho nó có. Chuyện có ít mình theo lên cho nó nhiều, gây sự đau khổ cho người khác. Rồi cái thứ vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt là gì? Nói lưỡi hai chiều, đến người này nói chuyện người này, đến người kia nói chuyện người kia là hai chiều. Và cái thứ tư là gì? Ác khẩu, nói lời ác khẩu. Nhiều vị nói tôi chỉ nói tôi đâu có làm đâu. Nhưng mà thưa quý vị, nói cũng là nghiệp quả rất là nặng. Cho nên quý vị phải để ý. Quý vị cứ nghĩ rằng tôi nói không mà tôi không làm, tôi khẩu xàm là tâm Phật, tôi không có làm. Nhưng mà thưa quý vị, đã gây nghiệp quả rất là nặng. Một cô là cổ vu khống Đức Phật thôi, chứ cổ có làm gì đâu quý vị. Chỉ là vu khống thôi mà bị đọa địa ngục như vậy. Thì huống chi là chúng ta phải nói những cái lời gì để cho nó chân thật. Cho nên mình học pháp Phật là mình phải biết. Nói dối nó nằm trong nhiều trường hợp lắm quý vị. Rất là nhiều trường hợp nói dối. Trường hợp thứ nhất, ví dụ quý vị nói rằng cái chuyện mà quý vị thấy là sự thật là người ta giết người, mà quý vị che giấu, quý vị dối để bảo vệ cho cái người đó, cũng mang tội nói dối. Mình giấu giếm thôi, mình im lặng, mình không nói thôi, cũng là nói dối đó. Tại vì người ta giết người, người ta hại người, mà mình không, mình bao che cho người ta làm ác nữa, mình không nói ra, thì cái đó dù quý vị không nói cũng là gì? Nói dối. Cái thứ hai mà cũng phạm nói dối là gì? Tức là nhiều khi quý vị đi vu khống đó, vu khống cũng là phạm giới nói dối. Mình vu khống chuyện cho người khác cũng phạm giới nói dối. Cái thứ ba mà quý vị hay mắc phải nhiều lắm, hứa, mình kêu gọi là gì? Hứa gì? Hứa lèo. Hứa suông, hứa lèo là mắc tội nói dối đó quý vị. Đúng không? Mình hứa, mình nói mà mình không làm, tức là dối. Quý vị cứ nói rằng tôi hứa cho yên tâm, tôi hứa vậy thôi, tôi đâu có làm gì đâu. Nhưng mà cũng là phạm vô cái nói dối. Tức là mình hứa suông, hứa lèo, mình không làm. Cho nên nếu mình làm được mình hứa, mình làm không được thì mình không nên hứa. Tại không khéo cái đó cũng phạm vô cái giới nói dối. Hoặc là quý vị thể hiện bằng hành động thôi. Tôi nói, tôi đâu có nói đâu, tôi chỉ hiện hành động. Tức là ai nói cái gì đó có đúng hay không, quý vị không nói đúng, quý vị không nói không mà quý vị nhún vai một cái, nhún vai gật đầu, quý vị không nói ra nhưng mà thể hiện cái hành động của mình, cái đó cũng là cử chỉ của sự nói dối. Cho nên nói dối nó rất là nguy hại. Vu khống, nói dối, những cái điều nó rất là nguy hại. Có hai cái ông đại phú giống như là quý vị, là hai ông này giàu có, gọi là trưởng giả giàu có đó. Nhưng mà có một cái bệnh là gì? Ganh ghét nhau. Có một cái bệnh ganh ghét thôi. Thì một ông nó tới ganh ghét, cho nên bao nhiêu đúc vàng bạc đẩy vô vua, gặp cho vua, đẩy của cải cho nhiều đến cho vua để làm gì? Để làm sao để hại cái ông kia. Tại ông kia cũng giàu nhưng mình không muốn. Ông chỉ làm như vậy. Ông vu khống ông này là người xấu, vu khống vị này là người xấu. Thì cho nên là sau khi vu khống rồi thì gì? Vua mới đem cái người này đi gì? Đi đâu? Định đi đánh đập, bắt tù, bỏ tù. Đánh đập, bỏ tù. Nhưng mà thưa quý vị, là vị này cũng có tiền, cho nên là sau khi bị đánh đập, bị đau thương rồi thì vị này làm gì? Tức là cũng đút lót một số tiền để được thả ra. Nhưng mà khi thả ra, vị này mới thấy được rằng là cuộc đời này sao khổ quá, hơn thua tranh chấp nhau khổ quá. Cho nên vị này đi tự mình đi xuất gia tu tập. Nhưng mà đi xuất gia thời gian, tu tập tự mình lên núi tu, và cuối cùng chứng được quả Phật Đạt Giác, chứng được Phật quả. Và vị này thấy rằng nếu mình không phương tiện, không hướng cho người bạn này
sám hối tội lỗi thì chắc chắn sẽ bị đọa vào cảnh khổ. Cho nên vị này phương tiện dùng thần thông, Phật Độc Giác dùng thần thông để đưa vị này tới và chỉ cho vị này để thấy được cái lỗi mình đã làm. Và vị này thành tâm sám hối rồi nghe quý vị, thành tâm sám hối tội lỗi rồi. Nhưng mà gì? Vẫn tuy rằng đã thành tâm sám hối tội lỗi rồi nhưng vẫn chịu nghiệp quả. Kiếp sau quý vị biết là sanh ra trong một gia đình là tự nhiên trên người là thân thể bị lỡ lối, không ai trị được hết, bị ghẻ, bị những cái mục ghẻ mà không có người nào trị được. Thì có một người ở gần nhà, đến độ mà đứa bé này từ nhỏ tới lớn nó kêu gào, nó khóc riết, mà người ta đặt tên cho một cái cậu bé này là cậu bé gào khóc hoặc là kêu gào, tức là khóc la dữ quá, đau đớn. Thì người hàng xóm mới tới chỉ là có một người có thể trị được cho đứa bé này, đó là bậc đại y vương. Hãy tới tỉnh Xá Kỳ Viên đi, gặp Đức Phật là bậc đại y vương sẽ trị được lành cho đứa, cho cậu bé. Thì cậu bé nghe như vậy là tới gặp Đức Phật liền. Khi gặp Đức Phật, cậu bé này sanh cái tâm hoan hỷ, vui mừng hoan hỷ, và Đức Phật khai ngộ. Và vị này nhận giáo pháp của Đức Phật tu tập, và trong thời gian lâu, không lâu chứng được quả A-la-hán. Thì lúc đó các vị tỳ kheo mới hỏi rằng duyên cớ sao mà được cái quả. Thì Đức Phật nó tìm kiếm hồi nãy đó, Đức Phật mới nói rằng vị này nhờ gặp, nhờ cái lòng linh mẫn của Phật Độc Giác là người bạn đó mà đã tu thành Phật. Nhờ lòng bi mẫn của vị Phật Độc Giác đã gì giúp cho vị này sám hối tội lỗi rồi, đã biết tu tập, cho nên vị này mới có được chút phước duyên đó, kiếp này mới được gặp Phật, được nghe chánh pháp, để được tu tập giải thoát. Còn nếu quý vị thấy có rất là nhiều người cuộc đời này, có những người gặp căn bệnh mà không gặp thầy thuốc không thể nào lành bệnh được, đâu có lành đâu, đâu có hết bệnh đâu. Cho nên là không cách nào hết được bệnh, thì nhờ cái duyên lành gặp Phật Pháp, thì mình may mắn mình cũng có Phật Pháp mình tu. Quý vị có đến chùa tu tập, có tụng kinh nghe Pháp, có tìm hiểu chánh Pháp, thì chắc chắn mình nhiều khi chúng ta gặp cái nghiệp quả gì đó cũng sẽ được sự gia hộ trợ duyên. Cho nên cái Pháp tu mà để quý vị thấy đó, cái vu không bạn bè thôi mà bị đọa, nhưng mà may nhờ có tu tập sám hối rồi mới được thoát nghiệp. Thì ít ra trong cuộc đời chúng ta bao nhiêu lần quý vị đã từng có nói dối không? Vẫn có. Nói dối hại người có không? Không. Tức là nói dối không hại hả? Chắc chắn là không hại. Chư tổ chư Phật nói dối không hại được. Quý vị thấy có những điều mình nói là sự thật nhưng mà nói ra để hại người là cũng không được nói. Quý vị thấy dẫn chứng cho quý vị thấy. Thứ nhất, Đức Phật có một bà mới chết con, tới gặp Đức Phật xin cứu đứa con. Đức Phật nói ta sẽ cứu được cho đứa bé. Ngài vẫn nói dối, đâu có hại ai, để gì phương tiện để độ cho bà. Đức Phật nói ta sẽ cứu được cho đứa bé, con của bà sẽ được sống lại, bằng cách bà hãy đi đến những nhà nào xin được nấm đậu, mà mọi nhà nào mà chưa có người chết, về đây ta sẽ cứu con, ta sẽ cứu được con của bà. Thì lúc đó bà nghe cứu được con mình, bà mừng quá, bà mới lặn lội đi tìm các nhà. Thì mà tới nhà nào bà hỏi ra cũng nhà nào cũng có người chết, không có nhà nào không có ai chết. Thì cuối cùng bà tỉnh ngộ, và bà về bà biết rằng đây là một chân lý, là không ai thoát khỏi. Cho nên Đức Phật lúc đó, Đức Phật không cần phải giải thích lại nữa, phương tiện ngài nói để gì, để mà tạo duyên cho bà này, độ được bà này. Hoặc quý vị vào rừng đi, quý vị đang đi gặp một người thợ săn đi tới, nó có thấy con thỏ mới chạy ngang đây. Quý vị nếu mình có nở lòng nào mình nói rằng có không? Mình phải nói không, để gì? Để cho con thỏ nó thoát chết. Thì những trường hợp đó không có lỗi. Nhưng mà trường hợp nói sự thật là quý vị thấy một sự thật là gì? Là có những sự thật mà nói ra để gì? Phá gia đình người ta tan nát, phá làm cho người khác đau khổ. Thì dù sự thật đó có nói ra lợi ích thì chúng ta không nên nói, tại vì nói làm tổn hại người khác. Cho nên cái tu, cái phép mà để gì? Nếu mà ai vu khống mình thì mình tu cái pháp đầu tiên là mình phải nhẫn. Đức Phật nói trong cuộc đời này, quý vị thấy Đức Phật không? Ngồi thản nhiên, có người tới vu khống mình, quý vị làm sao? Quý vị nói vu khống oan cho mình phải nói liền.
Chư Tổ dạy rồi. Thứ nhất, Đức Phật dạy, người tu tập vũ khí mà lợi hại nhất, vũ khí mạnh nhất của người tu tập là gì? Quý vị ai biết? Vũ khí mạnh nhất, lợi hại nhất cho người tu tập, cho vị sa môn, cho người tu tập, đó là vũ khí gì? Đó là nhẫn nhục. Cái này đơn giản mà. Tức là cái nhẫn nhục là vũ khí sắc bén nhất. Đức Phật, quý vị thấy Ngài nói ra tới vô không mà Ngài vẫn thản nhiên. Gặp như mình mà tới nói là mình nhảy, mình la làng. Mình nói tôi không có làm chuyện đó, quý vị la làng lên liền. Nhưng Đức Phật Ngài vẫn thản nhiên. Ngài vẫn nói, chỉ nói một câu nhẹ nhàng thôi. Ngài nhẫn. Đó là cái vũ khí mạnh nhất. Cho nên quý vị phải dùng pháp nhẫn để mình tu tập. Người mà có cái đức nhẫn là cái đức rất là cao. Cái thứ hai, mình tu hành mà để mình giải, hóa giải được những cái vu khống, những cái oan nghiệp trong cuộc đời này, đó là phải thực hành tâm xả. Thực hành tâm xả là thực hành sao quý vị? Tức là bình thản trước những cái lời khen tiếng chê. Nếu người ta chê mình mà mình nói lại, mình hoặc ta vu khống mình, ta khen chê mình, ta vu khống mình, mình không nhẫn mà mình nói lại, mình không có xả bỏ, mình nói lại thì sao? Nhiều khi người ta, người bên kia cũng gì, cũng muốn hơn mình nữa, đâu có ai muốn thua đâu. Cho nên cãi cọ nhau sẽ gây nên oán thù. Cho nên sau khi nhẫn rồi, mình phải thực hành cái tâm xả bỏ. Chứ còn nếu nhẫn mà quý vị chỉ, quý vị nói là mới nhịn thôi, thì quý vị sẽ cảm thấy đó là nhục. Nếu quý vị không xả, quý vị sẽ nhục, cảm thấy nhục. Và nhục thì sẽ tìm cách gì? Trả thù. Cho nên là mình thực hành cái tâm nhẫn, thực hành cái tâm xả rồi cái tâm mình lạc an lắm. Dù khen chê, cuộc đời này tám ngọn gió mà nó hay lôi cuốn mình là nhiều, cái việc thành bại, được mất, khen chê là gì nữa? Đó, những cái thành bại được mất hơn thua, tranh chấp hạnh phúc và khổ đau. Thành bại được mất, khen chê, rồi hạnh phúc và khổ đau. Tám cái ngọn gió đó nó xoay cuộc đời mình mãi. Nếu mình chạy theo khen nhiều, chạy theo danh nhiều, mình cũng khổ. Đức Phật đâu có tán dương mình chạy theo danh vọng đâu. Ngài đâu có khuyến khích mình chạy theo cái chuyện đó. Cho nên cái đó nó không đem lại lợi lạc, mà sẽ làm cho con người chạy theo cái danh vọng. Và chỉ cần khi mà có cái gì đó, người ta sẽ khổ đau. Chê bai một cái là khổ đau mà không có phước báo nhiều. Mà người tu tập phải tu cái hạnh nhẫn nhục, tâm xả. Và cái thứ ba là mình dùng cái câu là biện bạch là gì? Là hèn nhát. Trong những cái điều tâm niệm chư Tổ cũng đã rút ra trong kinh điển nhà Phật là gì? Là hèn nhát. Tức là gì? Oán ức không cần biện bạch. Nhưng trường hợp, có những trường hợp chúng ta cũng sẽ nói, chứ không phải là cái việc im luôn là gì? Là không khéo là nhiều khi người ta vẫn không nghĩ cái chuyện đó là đúng. Mình vẫn im, vẫn nhẫn, phải xả bỏ rồi sau đó từ từ mình giải thích. Nhưng mà mình không có biện bạch ngay những lúc mà người ta đang giận. Thì cho nên cái pháp cú này để nhắc mình là gì? Thứ nhất, không nói, dù là lời nói vọng ngữ là gây nghiệp quả rất là lớn. Thứ hai là không dối bỏ cái tâm Phật của mình. Và cái thứ ba là gì? Ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. Tức là mình phải tin nhân quả đời sau. Đức Phật Ngài dạy rõ trong kinh, Ngài dạy rất rõ. Này các tỳ kheo, có một người thấy, ví dụ thấy một người đang trộm cắp, bị vua bắt đi hành hình, đi tử hình, đi đánh đập, thì cái đó là gì? Mình quán thấy được đó là quả nhân và quả gì? Hiện tại. Nếu người quán biết là thấy đó là nhân quả hiện tại, rồi mình quán rằng nếu người đó trộm cắp, nếu người đó làm khổ đau vọng ngữ, nó làm khổ đau cho người khác, họ sẽ gì? Chịu nghiệp quả đời sau. Đó là gì? Nhân quả đời sau sẽ sanh ra. Sanh ra là quý vị biết là thấy rồi, nhiều trường hợp rồi, miệng lưỡi không có, câm điếc, hoặc là nhiều cái nghiệp quả là gì? Nhân quả đời sau. Cho nên có những người họ hỏi một câu á, nếu không theo đạo Phật, một người không theo đạo Phật, không phải đạo Phật, giáo lý nhân quả là Đức Phật nói ra, nhưng một người không theo đạo Phật thì họ có bị, và họ không vô thần, họ không tin Phật pháp tăng, nói chung họ không tin,
họ vô thần, thì những người đó có chịu sự chi phối của định luật nhân quả không? Theo quý vị thấy có không? Có, vẫn có. Tại vì chân lý là không có bị lệ thuộc bởi tin hay không tin. Chân lý là một cái điều hẳn nhiên trong cuộc sống này. Dù quý vị có theo đạo Phật hay không theo, quý vị cũng phải theo cái định luật nhân quả. Quý vị thấy nước không? Đun sôi lên bao nhiêu độ rồi nó sôi? 100 độ là hẳn nhiên nó sôi. Quý vị nói tôi không tin 100. Quý vị tin hay không tin gì mà cứ đủ 100 độ nó cũng sôi. Thì cái chân lý nhân quả cũng vậy, nó không phụ thuộc vào lòng tin hay không tin. Dù mình theo đạo Phật để gì? Để mình thấy được, mình hiểu được Phật pháp, mình tránh tội lỗi thôi. Còn quý vị không có đạo vẫn phải chịu cái quy luật nhân quả. Quý vị nói tôi không cần tu, đi tu mới không làm được tội, thì ở nhà. Nhưng mà vẫn bị cái luật nhân quả thôi. Quý vị không tu, quý vị cũng bị đọa. Quý vị cũng bị gieo cái nhân nào nó sẽ gặp quả đó thôi. Cái luật nhân quả không phải là Đức Phật bày ra cho nhà Phật. Đó là một cái chân lý hẳn nhiên ở cuộc đời này. Nếu người nào không tin định luật nhân quả thì tự mình tạo nghiệp và tự mình khổ đau. Ai cũng phải vậy. Có những trường hợp nhiều người không tin là, ví dụ có những người họ nói rằng tôi khổ quá, cái tôi nhớ lại một cái gia đình đó, ông bà đó, gia đình đó rất là tốt, tôi xin xỏ than thở, cái họ cũng cho mượn, họ cũng cho tiền, cái nó tôi có tu đâu mà tôi vẫn có được. Nhưng mà thật ra không phải. Cơ cũng nhiều duyên kiếp trước mình cũng đã từng có một chút lành duyên lành gì đó, cho nên kỳ này tới nhờ người ta giúp. Nhưng mà đâu phải ai cũng được đâu, có những người tới nhờ mà người ta không giúp. Tại vì mình chưa từng có làm thiện quả, chưa từng bố thí cúng dường, cho nên đi xin ai cũng không giúp hết. Thì mình gặp được những cái chuyện đó, mình mới thấy được cái định luật nhân quả là chắc thật, không bao giờ sai. Có những người nói đó, tôi có làm đâu, có tu đâu, mà bữa đó tới chùa cầu cái là về được liền. Cho nên đâu phải nhân quả đó, chỉ cần mình tới mình cầu là được. Nhưng mà không phải hẳn như vậy. Tiền kiếp nhiều kiếp trước vị này cũng đã từng có duyên với Tam Bảo, có từng bố thí cúng dường rồi, cho nên đủ cái duyên nó thành thôi. Đủ cái duyên lành nó đủ nó thành. Cho nên tất cả, nếu Đức Phật nhấn mạnh là người mà bác bỏ đời sau thì không việc ác gì không làm. Cho nên làm gì thì làm, mình có tin Phật ít, tin sâu, tin cạn gì, chúng ta cũng phải giữ cái chân lý nhân quả để mình tu tập, thì cuộc đời mình mới được tốt. Cho nên cái pháp cú này cũng rất ý nghĩa, để Ngài dạy mình cái ý như vậy. Rồi quý vị có ai thắc mắc gì không? Thì nhân muốn chia sẻ là hồi trước á, chưa biết phật pháp á, mỗi lần mà coi phim á, thấy là ác mà cuối cùng nó giết bao nhiêu người rồi cũng chết, có mạng thôi mà nó giết bao nhiêu mạng, lúc đó tức đó. Về sau hiểu được phật pháp mới biết là nó chỉ có trả quả cho đời này thôi, còn bao nhiêu đời sau nó quy về đó. Đó thưa quý vị đấy, dạ, một người đó mà giết nhiều người nhưng mà cuối cùng họ chết có một, yeah, tức là cũng còn ở mức á, tức là mình thấy là chưa đủ, nhưng mà chưa hẳn, đó là hiện đời thôi. Còn nhiều kiếp sau nữa phải đọa lạc, bao nhiêu khổ đau nữa, chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên quý vị, mình phải cứ gieo nhân lành, mình đến có giờ mình đến tu tập, mình không tu mà mình đòi hưởng, tức là đã nhắc quý vị hoài đó. Có công quả là vậy đó, có công có quả, tức là có tu, có gieo nhân lành mình mới được hưởng quả lành. Cho quý vị chỉ ở nhà, ăn uống ngày ba bữa, lo thân mình, lo kinh tế, quý vị không tạo phước, thì cái quả đâu nó đến với mình, quả lành, quả ngọt đâu có đến được. Quý vị làm ra tiền, tụi quý vị hưởng tiền thôi. Nhưng mà những khổ đau nó đến với mình, mình không có tu tập, mình không có duyên với Phật, thì không có cái quả để được cái sự cứu độ. Cho nên phải có sự tu tập. Thì quý vị cứ đi tu tập làm phước, nó không mất đi đâu hết. Nhân duyên hội mộ thời thì quả báo sẽ đến thôi. Rồi quý vị hết thắc mắc ha.